Thân chào tất cả các em đã đến với kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Hôm nay chị Trâm Anh sẽ giới thiệu bộ đồ chơi nhà của búp bê Barbie. Đây là mặt trước của hộp đồ chơi. Đây là mặt sau của hộp đồ chơi. Trong hộp đồ chơi này chỉ có nhà của búp bê Barbie thôi, nhưng không có các búp bê. Và đây là bộ đồ chơi nhà của búp bê Barbie. Chúng ta hãy quan sát bên ngoài cái nhà nhé. Ở trên nhà là mái nhà có màu hồng đậm. Có tay xách để chúng ta có thể xách rất dễ dàng. Rất gọn, đây là một bộ đồ chơi rất gọn. Có ký hiệu của Barbie. Đây là cửa sổ. Có mái màu hồng chấm trắng. Ở đây có một chậu hoa, các bông hoa rất xinh đẹp. Ở đây có chữ Barbie. Và ở dưới này cũng có hoa nữa, rất nhiều hoa, rất đẹp. Đây là cửa, cửa màu hồng. Cũng có ký hiệu của Barbie. Đây là phía bên kia của nhà. Đây là cửa sổ. Ở đây có chậu hoa và tên của Barbie. Và ở đây có hoa và một chú chó cưng, thú cưng của Barbie. Ở đây là cửa. Rồi chị sẽ mở để chúng ta vào trong xem nhé. Ngôi nhà này rất là đẹp các em. Phía bên này là phòng tắm. Có gương, dầu thơm, khăn mềm và ghế toilet. Ghế toilet có màu hồng, rất đẹp. Cửa này mở được. Và đây là phòng tắm. Có vòi nước sen để tắm đây. Vòi nước sen để Barbie tắm. Tắm xong thì chúng ta đẩy nó lại. Rất thuận tiện. Đây là phòng ngủ của Barbie. Ở đây có một cái đèn màu hồng rất dễ thương. Ở đây có hình và một đèn ban đêm. Đây là một cái bàn, nhưng cũng có thể dùng làm chỗ để chứa đồ. Có thể chứa đồ rất là nhiều. Ở đây chỉ có một bình bông để gắn vào. Bình bông màu tím, rất đẹp. Ở đây là một tủ sách của Barbie. Có hình các quyển sách, một máy đánh chữ và hình một con mèo cưng. Một bình hoa. Cái này chúng ta có thể kéo ra và thành một cái giường cho Barbie. Như vậy. Rất đẹp.
Đầu giường cũng có ký hiệu của Bobby. Đây là một cái gối bằng nhựa có ký hiệu của Bobby. Đây là một cái chăn cho Bobby. Rất đẹp. Đây là cái cửa. Đây là nhà bếp. Cửa sổ. Chỗ rửa chén. Bếp nấu ăn. Bàn ăn. Ở dưới này có một cái thùng rác. Đây là lò nướng điện. Và đây là tủ đựng các gia vị nấu ăn, trái cây. Trên bếp chúng ta có thể đựng một đồ để nấu nước sôi. Ở đây chúng ta có thể mở cái này ra, trở thành một bàn ăn. Trên này có một đĩa trái cây. Trong bộ đồ chơi này cũng có hai cái đĩa. Muỗng. Dao. Nĩa. Dao, muỗng. Nĩa. Rất đẹp. Có ly nước màu hồng. Hai ly nước màu hồng. Một cái chảo. Ăn xong rồi chúng ta có thể để chén đĩa vô chỗ này để rửa. Dao, muỗng, nĩa. Có thể để vô hết ở đây để rửa. Đậy cái này lại thì chúng ta có thể để trên bếp. Rồi nấu nước sôi. Nồi. Hai cái ly cũng có thể để trên này luôn. Rất xinh đẹp phải không các em? Trong bộ đồ chơi này cũng có một cái đồng hồ cho Bobby. Đây là cái đồng hồ. Rất dễ thương. Chúng ta có thể để đồng hồ ở đây, cạnh giường ngủ để Bobby có thể thức dậy đúng giờ. Đây là chai nước hoa. Chai dầu thơm. Đây là lược của Bobby. Chị sẽ để ở đây. Và có đồ sấy tóc. Đây là đồ sấy tóc của Bobby. Chị có thể để ở đây. Giường ngủ rất đẹp. Và bộ đồ chơi này có hai cái ghế màu hồng. Rất dễ thương. Hai ghế màu hồng. Rồi bây giờ chị sẽ cho Bobby ngồi vào.
sofa mới ngồi ghế rất dễ thương. Và đây là Ken. Các em có thích bộ đồ chơi nhà của Barbie không? Cảm ơn các em đã xem kênh đồ chơi của chị Trâm Anh. Các em hãy nhớ đăng ký miễn phí và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chào tạm biệt các em!